Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 4 tháng 1, đợt không khí lạnh ở phía Bắc đang suy yếu chậm, trong khi rãnh áp thấp có trục khoảng 5 đến 8 độ vĩ Bắc vẫn đang hoạt động gây thời tiết xấu, có mưa dông kèm theo gió giật mạnh cho vùng Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, Côn Đảo ngoài gió giật mạnh còn kèm theo sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Bà con ngư dân hoạt động trong các vùng biển này cần đặc biệt lưu ý. Còn thời tiết khu vực đất liền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không có nhiều biến đổi so với những ngày qua. Về đêm trời vẫn se lạnh, mức nhiệt giảm nhẹ, thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Riêng khu vực phía bắc của tỉnh cao hơn, từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 85%. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu, kết hợp với rãnh áp thấp nên vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 1 năm 2021, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 19 giờ, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút.